Thưa quý vị, sau cuộc họp khẩn trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vào cuối buổi sáng ngày hôm nay, 16 tháng 7, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì, thì cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tiếp tục chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Từ trưa đến chiều nay ngày 16 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là F1 đã được cách ly, nâng tổng số ca bệnh ghi nhận trong ngày là 41 ca. Hiện nay, 4 phường thực hiện chỉ thị 16 đang tập trung triển khai chuẩn bị để đảm bảo các quy định về giãn cách từ 0 giờ ngày 17 tháng 7. Qua triển khai, thì quận Liên Chiểu cũng đề nghị thành phố hỗ trợ về đảm bảo việc kiểm soát người phương tiện ra vào địa bàn Hòa Khánh Bắc, bởi có nhiều tuyến đường giao thông lớn, nhất là quốc lộ 1A. Do chủng virus lần này lây lan rất nhanh, nên ngành y tế đề nghị 4 địa phương thực hiện chỉ thị 16 căn cứ thực tế để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách. Quan trọng nhất là đảm bảo gia đình cách ly gia đình, không tập trung quá 2 người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc và không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết. Các địa phương cũng cần tính toán giảm tần suất đi chợ của các hộ gia đình, triển khai nhanh lấy mẫu xét nghiệm và đảm bảo giãn cách. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị 4 phường thành phố đã có quyết định cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16, đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế và đảm bảo cao nhất các yêu cầu về giãn cách. Thực hiện theo giãn cách chỉ thị 16 là chúng ta giãn cách xã hội và chúng ta phải tận dụng được cái thời cơ vàng này trong thời gian cách ly này, giãn cách này để chúng ta thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để đạt được cái mục tiêu cao nhất là ngăn chặn được dịch. Thì với cái tinh thần đấy, tôi đề nghị các đồng chí là hết sức là quan tâm cho thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 16. Thì đề nghị các đồng chí thực hiện một cương quyết nhưng mà không quá cứng nhắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân và tổ chức tuần tra kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời nhanh chóng triển khai xét nghiệm cho người dân. Đề nghị các địa phương có kế hoạch hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các địa bàn thực hiện giãn cách. Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cũng đề nghị Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, cũng như có kịch bản cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra tại đơn vị, tránh để bị động.